Đói vốn và mặt bằng, cầu thủ Thiêm 2 chưa biết ngày về đích. Rừng bị phá tan hoang gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã nhưng cơ quan chức năng không hay biết. Đi ô tô treo logo của VTV chuyển 17kg ma túy qua biên giới. Ô tô tông văng 10 xe máy, nhiều người bị thương. Phút đời thường hôm nay xin gửi tới quý vị câu chuyện đầy nghị lực về người thầy giáo xe lăn. Kính chào quý vị khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 20 tháng 11 năm 2020. Và nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt cho những người làm chương trình, Bích Ngân xin được chúc cho tất cả những người thầy, người cô luôn đủ nhiệt huyết để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết có trong chương trình. Một thông tin đáng chú ý sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Thưa quý vị, dù đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng, nhưng dự án cầu Thủ Thiêm 2, công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lỗi hẹn hoàn thành lần thứ hai do thiếu vốn và vướng giải tỏa mặt bằng. Theo ghi nhận trên toàn bộ công trường ở phía quận 1 và quận 2, hiện nay không một bóng công nhân, kỹ sư. Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, chủ đầu tư dự án cho biết, dự án dừng thi công cầu chính và chưa thể thi công hai nhánh cầu lên xuống khu vực nhà máy Ba Son do còn vướng giải tỏa và thành phố chậm thanh toán thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các dự án khác, dẫn đến các ngân hàng tài trợ vốn từ chối giải ngân tiếp cho dự án. Công ty đã tạm dừng thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2 do không thu xếp được nguồn vốn để thực hiện. Vị đại diện cho biết đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm tháo gỡ khó khăn cho dự án, bởi công ty đã chi trả kinh phí đầu tư cầu Thủ Thiêm 2 với số tiền khoảng 2.146 tỷ đồng, bao gồm 800 tỷ đã nộp vào ngân sách nhà nước từ tháng 4 năm 2014 và 1.346 tỷ đồng giá trị khối lượng đã hoàn thành theo tiến độ, tương ứng 70% giá trị xây lắp của dự án. Thế nhưng đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa được xác nhận giá trị khối lượng để thanh toán. Xin chuyển sang một thông tin khác. Một điểm phá rừng chỉ cách Ủy ban nhân dân xã Iapa, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai khoảng 10 km đã tồn tại khá lâu, nhưng cơ quan chức năng nói không hề hay biết. Mãi đến khi báo chí vào cuộc thì Ủy ban nhân dân tỉnh này mới biết và có chỉ đạo xử lý. Từ tin báo của người dân về tình trạng phá rừng tại xã Iapa, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, nhiều phóng viên đã đến tận nơi ghi nhận. Đường vào điểm khai thác lâm sản chỉ cách trụ sở Ủy ban nhân dân xã Iapa khoảng 10 km nhưng rất khó đi, trời mưa, đất bám chặt bánh xe, dốc núi dựng đứng, phải mất hơn 3 giờ đồng hồ vượt núi, nhóm phóng viên đã tiếp cận được hiện trường. Tại đây nhiều cây gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ không thương tiếc, chỉ còn trơ lại những gốc cây và cành ngọn. Dọc theo các khu vực có cây rừng bị cưa hạ, phóng viên phát hiện một số đường đi in hàng mòn của bánh xe được cho là dùng chở gỗ. Tiến vào sâu hơn bên trong, tình trạng phá rừng còn rầm rộ hơn. Nhiều cây rừng có đường kính gần 1 mét bị đốn hạ, cưa xẻ vuông vắn, nằm chồng lên nhau, chưa được vận chuyển khỏi rừng. Đến sáng nay, ngày 20 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi nắm được thông tin, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ phá rừng xảy ra tại xã Iapa của huyện Iagrai. Tối qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc COCHAM đã tổ chức đêm từ thiện COCHAM lần thứ 17 để quyên góp và ủng hộ cho các hoàn cảnh gặp khó khăn ở Việt Nam. Ông Kim Heung-su, chủ tịch COCHAM cho biết, dù các công ty Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19, nhưng đa số hội viên của hiệp hội này vẫn nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quyên góp tiền và vật phẩm để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã quyên góp hơn 3,8 tỷ đồng tiền mặt và vật phẩm trị giá 2,1 tỷ đồng. Số tiền và vật phẩm này sẽ được trao tặng cho học sinh, sinh viên, bệnh nhân, bệnh nhi cùng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và một phần trao cho người dân gặp khó khăn sau đợt mưa, bão vừa rồi tại các tỉnh miền Trung. Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Lim Jae-hoon cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng với chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc để vượt qua đại dịch COVID-19, cùng nhau nỗ lực đẩy mạnh việc tăng cường phát triển kinh tế và quan hệ hữu nghị hai nước. Tiếp theo là những thông tin về tình hình an ninh trật tự. Tối 19 tháng 11, 10 xe máy đang dừng chờ qua đường đã bị một chiếc ô tô lao tới hút văng, làm nhiều người bị thương.
Theo đó, khoảng 21 giờ, chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên quốc lộ 1K hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến ngã ba chùa Cao Đài, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức thì lao qua làn đường ngược chiều, tông vào 10 chiếc xe máy đang dừng chờ để băng qua đường. Hậu quả tai nạn làm các xe máy bị hất văng, người dân bị thương nằm la liệt. Tại hiện trường, đầu xe ô tô hư hỏng nặng, các xe máy cũng bể nát. Tai nạn làm nhiều người bị thương, rất may đa số bị trầy sức nhẹ, còn một số người phải đi bệnh viện. Sau tai nạn, nam tài xế nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận thông tin, công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Vụ việc làm giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc nghiêm trọng. Lái ô tô vận chuyển ma túy khối lượng lớn qua biên giới, trên xe còn treo logo của VTV để qua mặt, nhưng nam thanh niên vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ tại Tây Ninh. Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn khi đang trên đường được đưa từ biên giới Campuchia vào Việt Nam. Nam thanh niên bị bắt giữ là Trịnh Hoàng Khang, 26 tuổi, quê ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Đáng chú ý, trên xe ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh mà Khang lái còn treo logo VTV, giả là xe của đài truyền hình Việt Nam để qua mặt lực lượng chức năng. Khi bị công an phát hiện, Khang không chịu dừng xe để kiểm tra mà hung hãn bỏ trốn. Chỉ sau khi tông nhau với một xe máy đi cùng chiều, chiếc xe của thanh niên này mới chịu dừng lại. Các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng áp sát, đập vỡ cửa kính xe ô tô để khống chế đối tượng. Qua khám xét, công an thu giữ số lượng ma túy lên tới 17kg, được ngụy trang trong các gói màu xanh giống như gói trà. Khang khai nhận chuyển thuê cho một đối tượng từ Campuchia về Việt Nam. Hiện nay, công an đang mở rộng truy xét các đối tượng liên quan. Thấy bé gái 15 tuổi có biểu hiện khù khờ, nên Trần Hữu Phước, 44 tuổi, ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, đã dụ dỗ đưa về phòng trọ, sau đó thực hiện hành vi đồi bại. Sáng nay, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất các thủ tục để chuyển viện kiểm sát, đề nghị truy tố Trần Hữu Phước về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra, vào trưa ngày 10 tháng 10, Phước điều khiển xe máy đi từ phòng trọ ở khu phố 3, thị trấn An Thới đến khu phố 1, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, thì thấy em gái 15 tuổi đi trên đường có dấu hiệu khù khờ, thiểu năng trí tuệ nên dụ dỗ bé gái lên xe chở về phòng trọ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Một lúc sau thì bị người quen của bé gái phát hiện trình báo hành vi thú tính của Phước đến cơ quan chức năng. Tại cơ quan công an, Phước thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Như người ta hay nói, chúng ta không thể lựa chọn được những điều sẽ xảy ra trong cuộc đời mình, nhưng ta được lựa chọn cách mình sẽ sống. Và câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Ngọc Lâm sẽ là một minh chứng cho câu nói ấy. Một câu chuyện đầy nghị lực và niềm lạc quan của người thầy giáo xe lăn này sẽ được gửi đến quý vị nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hôm nay. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những đây là lớp học của thầy giáo trẻ Nguyễn Ngọc Lâm, người thường được gọi với cái tên thầy giáo xe lăn. Ngoài những giờ học trên lớp, cứ đều đặn vào 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần tại phòng dạy tin học của trường làng May Mắn, những học sinh lớp 5 được thầy Lâm dạy miễn phí những bài học về đạo đức làm người và kỹ năng sống. Học sinh của thầy Lâm đa số là những em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Mình muốn này mở lớp này là em muốn trang bị thêm cho các em một chút kiến thức về cuộc sống, về đạo đức, về cái kỹ năng sống cho các em lỡ có mai này ra đời sớm, các em cũng biết thêm một chút. Lớp học đặc biệt này chỉ mới được thành lập khoảng một tháng trước, vì là thầy giáo dạy tin học của trường nên thầy Lâm có thể mượn được một căn phòng nhỏ phục vụ cho việc giảng dạy. Em học được nhiều điều từ thầy, như là nghị lực, về phẩm chất. Em muốn sau này lớn lên, đi làm có thật nhiều tiền để giúp ích cho xã hội. Nhìn thầy Lâm với sự tự tin như vậy, ít ai biết 16 năm trước, một tai nạn kinh hoàng đã biến chàng sinh viên đầy hoài bão Nguyễn Ngọc Lâm trở thành người tàn tật. Lúc ấy, dù gia đình dốc hết tiền bạc để chữa trị, nhưng việc giữ lại được tính mạng cho anh đã là một điều may mắn. Nhưng mà lúc đó tôi cũng nghĩ là mình chắc là mình sẽ không bao giờ chết đâu.
Tại vì mình còn đang quá trẻ, ước mơ, nuôi ước mơ mà đang lớn lắm. Là mình sẽ học để làm giáo viên, làm này làm kia mà sao mình lại chết được. Thì có những lúc cũng buông, cũng nghĩ là không lẽ là mình chết. Và nếu mình chết thì thôi kệ đi, nếu chết thì coi như là cuộc đời đến đây chấm dứt thì cũng không sao cả. Nhưng mà nghĩ lại là thương cha mẹ. Sau tai nạn, anh đã mất đi 97% sức lao động của mình. Tưởng chừng cánh cửa trở thành thầy giáo của anh đã khép lại. Nhưng may mắn thay, không lâu sau đó, anh Lâm được trung tâm làng may mắn nhận vào chăm sóc, đào tạo nghề. Niềm vui tiếp tục đến với thầy Lâm khi anh tìm được người bạn đời của mình ngay trong nghịch cảnh. Chị Nguyễn Thị Minh Thơ có lẽ say đắm bởi tinh thần lạc quan, giàu nghị lực của chàng trai khuyết tật, nên chị đã bỏ ngoài tai bao lời đàm tiếu và quyết định gắn bó với anh Lâm cả cuộc đời. Anh là một người sống rất là có trách nhiệm, tình cảm, biết quan tâm mọi người, không những là những người trong gia đình, người thân, bố mẹ, anh em, mà cả những người xung quanh như bạn bè này kia. Anh vừa có những cái lời khuyên, như là những cái anh em đồng cảnh á, gồm những người khuyết tật xanh lan thì họ có một cái ý nghĩ rất là tiêu cực, những cái là ý đi quen. Nhưng mà đối với anh Lan thì anh Lan rất là lạc quan và có thể là khuyên những người đó luôn. Anh thấy rất là tự hào. Mỗi ngày, chị Thơ chăm sóc anh rất cẩn thận, giúp anh tập vật lý trị liệu, cùng anh lên lớp và chăm lo từng bữa cơm, cốc nước. Đối với vợ chồng anh, hạnh phúc không cần quá lớn lao, đôi khi chỉ là từ những điều nhỏ nhặt. Em là cô tấm hiền từ, yêu anh, tha thiết vô tư bất ngờ. Tình em biển rộng sông dài, tình anh là cả lâu đài núi cao, câu thơ yêu quá ngọt ngào. Lâu tình ta đến ngàn xa chẳng mờ, chắc người ta bảo em khờ. Bên anh chi gã yêu thơ tật nguyện, không danh phận chẳng mặt tiền, nhưng em trân trọng mối duyên chúng mình. Trải khắp Việt Nam là những quần thể nghỉ dưỡng và giải trí quy mô bậc nhất chỉ có tại Vinpearl, hứa hẹn mang đến niềm vui trọn vẹn. Vinpearl, nơi niềm vui bất tận đón chờ. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Còn bây giờ, Bích Ngân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.